Theo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Long Hồ, năm 2021-2030, toàn huyện có 33 điểm sạt lở với tổng chiều dài 2.328 m. Sạt lở gây thiệt hại ước gần 38 tỷ đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông nông thôn, sản xuất dân sinh và đời sống của người dân. Theo khảo sát, hiện toàn huyện có 30 điểm nguy cơ sạt lở cao nằm trên các tuyến sông, kênh chính, đe dọa cuộc sống nhiều hộ dân sống ven sông. Việc khởi công dự án nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai sạt lở đất tại huyện Long Hồ và triển khai tại địa phương theo đánh giá là hết sức cần thiết và ý nghĩa. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026 với tổng nguồn vốn 3,35 tỷ đồng. Trong đó, tổ chức Merigear International Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại 2,575 tỷ đồng, còn lại ngân sách tỉnh đối ứng. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ ổn định cuộc sống người dân khu vực sạt lở đất, phục hồi tâm lý sau thiên tai cho người dân, tăng hiệu quả các giải pháp dựa vào thiên nhiên, bờ kè sinh thái để khắc phục thiệt hại do sạt lở đất, nâng cao nhận thức của người dân để ứng phó với thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu do tình trạng sạt lở đất gây ra.